Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày thứ năm, một ngày 21 tháng 12. Thì em cũng xin phép mình quay trở lại là một buổi video ngắn để em cùng đồng hành và phân tích với những anh chị nhà đầu tư mình về những vận động chung của thị trường ở trong một phiên vận động ngày hôm nay, cũng như với các tín hiệu của các dòng cổ phiếu đang diễn biến như thế nào, để từ đó anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu hay là mình đang cầm những cái lượng sức mua, những lượng tiền, thì mình cũng sẽ đưa ra được những chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể ủng hộ em bằng một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh, và đây cũng chính là những động lực thúc đẩy giúp cho em làm những buổi video sau tốt hơn và chia sẻ với chị mình nhiều hơn về những kiến thức trên thị trường. Cảm ơn chị mình rất nhiều. Thì đầu tiên anh chị mình cũng thấy bản chất với một cái diễn biến buổi tối ngày hôm qua của thị trường chứng khoán Mỹ, đó là một cái phiên mà Dow Jones giảm đâu đấy khoảng gần 500 điểm đấy. Thì bản chất một cái phiên mà Dow Jones giảm đỏ điểm, nhưng mà kết cái phiên vận động ngày hôm nay, VN Index lại đóng cửa xanh điểm và đóng cửa ở một cái vùng giá là cao nhất phiên 1.102 điểm, thì tương ứng là một cái phiên ngày đáo hạn phái sinh có thể nói là tương đối yên bình của thị trường chứng khoán Việt Nam. Và anh chị mình cũng thấy được là gì, trong một hai tuần vừa qua, trong cái tuần vừa rồi liên tục là những cái chuỗi ngày tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ và những cái sự kỳ vọng tương đối lớn khi mà sự đồng pha để thị trường chứng khoán Việt Nam đi lên, nhưng bản chất tổ chức họ đánh ngược lại với cái tâm lý của đám đông về sự kỳ vọng đi lên ở những cái tuần vừa rồi. Và trong cái tuần vừa rồi anh chị mình cũng thấy được là gì, Dow Jones tăng nhưng VN Index lại đỏ điểm. Còn riêng cái phiên vận động như ngày hôm nay khi mà anh chị mình thấy đó là yếu tố ngược pha, Dow Jones giảm nhưng VN Index lại đóng cửa giá xanh. Đó là một trong những cái yếu tố mà em đã nói đi nói lại với chị mình rất nhiều. Bản chất không có cái lý thuyết nào, không có cái định nghĩa nào nói rằng là Dow Jones tăng là VN Index sẽ tăng, hoặc là Dow Jones giảm là VN sẽ giảm. Mọi người lưu ý nha, mỗi thị trường nó sẽ có mỗi cái yếu tố vận động khác nhau, mỗi cái tính chất cung cầu khác nhau, hành vi tổ chức khác nhau và cái chu kỳ vận động khác nhau, đặc biệt là về cái bối cảnh vĩ mô về nền kinh tế nó cũng sẽ khác nhau. Cho nên chúng ta ở đâu thì mình tập trung vào cái hành vi vận động ở thị trường đó. Ví dụ chúng ta ở thị trường chứng khoán Việt Nam, mình đầu tư với cổ phiếu Việt Nam thì mình tập trung vào cái vận động của thị trường chứng khoán VN Index đấy. Nên đó là những gì mà em chia sẻ với chị mình rất nhiều lần. Cho nên vì sao mà mỗi cái buổi sáng á, trong những cái bài phân tích của em gửi đến cho anh chị mình trong hệ thống khách hàng, hầu như em rất ít khi mình đề cập đến cái việc Dow Jones tối ngày hôm qua tăng hay là Dow Jones tối ngày hôm qua giảm, để tránh đi cái sự sao nhãng của đại đa số chị nhà đầu tư mình. Còn với những anh chị nào tôi nào mình đang cầm tiền đi thì mình sẽ có mỗi cảm giác là mở phiên ngày hôm nay ra thị trường sẽ giảm rất là sâu, thị trường sẽ đạp rất là mạnh, tại vì trước đó Dow Jones tăng thị trường không tăng, thì nhiều anh chị sẽ có một cái cảm nghĩ là Dow Jones giảm thì kiểu gì VN cũng sẽ giảm đúng không. Nhưng thị trường chứng khoán là một thị trường đánh ngược lại với tâm lý của đám đông anh chị ha đấy. Cho nên là liên tục là những cái phiên vận động ngược pha của VN so với thị trường chứng khoán thế giới, và buổi sáng ngày hôm nay cũng vậy đó. Thì bởi bản chất anh chị mình cũng thấy rõ ràng là bởi buổi sáng ngày hôm nay khi mà thị trường mở phiên ATO ra thì nó cũng bị cái hiệu ứng tâm lý đó, thì nó cũng mở một cái vận động về gấp đao thì nó giảm về cái vùng giá là 1.094 đấy. Thì khi mà cái nguyên lý thị trường nó giảm gấp đao mà anh chị mình thấy cái gì, mình nhìn kỹ giúp em về yếu tố về thanh khoản vẫn tiếp tục là cái vùng dao động thanh khoản tương đối thấp, thì đồng nghĩa là có lượng áp lực bán không còn nhiều. Em nói những anh chị nào mà cần bán thì mình đã bán rồi, nhiều nhà đầu tư đã bị rũ bỏ ép bán trong cái phiên wash out của ngày hôm thứ ba rồi, thì bây giờ làm gì mà còn hàng nữa mà bán. Cho nên tổ chức bản chất nó mở gap down thì không còn áp lực bán mà nó có hiện hiệu nó quay về lắp lại gap trong phiên và đóng cửa cao nhất phiên vận động trong ngày hôm nay. Em đánh giá phiên ngày hôm nay là phiên vận động tương đối tốt của thị trường trong cái vận động của ngày đáo hạn phái sinh, và mình vẫn thấy tiếp diễn là gì, là một cái trạng thái mà em đã chia sẻ với chị mình rất rõ trong cái buổi video ngày hôm qua về cái quan điểm là liệu thị trường có quay trở lại test lại cái vùng đáy 1.080 hay không. Thì quan điểm của em là sẽ không test lại đây, và thị trường sẽ có những cái trạng thái đi lên, bò bò đi lên chậm rãi, đi lên trong sự nghi ngờ của những anh chị nhà đầu tư nào cầm tiền, đặc biệt là những nhà đầu tư nào mình đã vừa bán ra trong những phiên vừa rồi, thì thường cái tâm lý của mình rất khó để cho anh chị mình dám mua trở lại cổ phiếu ở một cái vùng giá nó cao hơn. Cho nên thị trường ngày hôm nay bản chất nó vẫn đang vận động đúng với những cái kế hoạch mà chúng ta đã đưa ra, những cái kịch bản tốt nhất mà em đã vạch ra, những cái chiến lược dành cho anh chị mình trong hệ thống khách hàng. Vì thế cái quan điểm của mình về thị trường nó vẫn không thay đổi, thị trường sẽ tiếp tục bò bò đi lên, trong ngắn hạn sẽ thường bò về cái vùng biên trên đấy. Thì khi mà nó bò về cái vùng biên trên, nhiều nhà đầu tư cầm tiền bắt đầu thấy thị trường nó rõ ràng
những cổ phiếu bắt đầu bật tăng trở lại, thấy mọi thứ đều tốt thì cơ hội cổ phiếu nó quay trở lại, thì bản chất lúc mà anh chị mình mua vào đôi khi đó không phải là cơ hội nữa. Còn lúc này trên sáng trên tối, cảm giác mà mình vừa mua mình vừa rung thì đó mới là an toàn. Anh chị mình cầm cổ phiếu thời điểm này em đánh giá nó mới là an toàn, mình lưu ý kỹ nha. Đấy, cho nên ví dụ như buổi sáng ngày hôm nay á, thì em cũng có chia sẻ với mọi người rất rõ về cái vận động thị trường để anh chị mình biết là hôm nay là ngày thoại phái sinh, và trong cái phiên ngày hôm nay anh chị mình sẽ cần làm gì, anh chị mình cầm cổ phiếu mình sẽ làm gì. Đấy, ví dụ thị trường nè, morning cả nhà, chúc mọi người một ngày giao dịch thành công. Thị trường sau phiên điều chỉnh vùng biên giới lượng khắp bật tăng trở lại khá tốt, những cái trạng thái mà bò bò đi lên chậm rãi của thị trường, cái sự nghi ngờ của nhà đầu tư là tương đối lớn, đặc biệt là ai mà vừa bán ra giá thấp thì tâm lý không dám mua trở lại, cho nên là thị trường điều chỉnh khối lượng khắp trong cái biên sideways thì em thấy được là gì, cái xác suất không cao mà thị trường sẽ test lại ngay cái vùng đáy 1080 điểm, tại vì cái lượng cung đã được tổ chức, họ thu gom rất kỹ, họ đè nữa bây giờ có còn ai bán ra đâu, thì cái lý do gì họ đè giá gấp để làm chi anh chị nhé. Đấy, chị mình thấy nó đè nhẹ nhàng là nhà đầu tư mình đã bán ra rồi ở trong những phiên trước đó. Cho nên á, cái nguyên lý mà thị trường nó test lại đáy á, chỉ khi nào mà cái lượng cung ở vùng đáy là lượng cung lớn, khối lượng lớn thì nó mới có yếu tố nó quay về test đáy để kiểm tra cung cầu, còn khối lượng thấp là thường sẽ đi lên luôn anh chị. Đấy, nên kịch bản ép bán ép nhà đầu tư rồi thì thường sẽ có những cái tín hiệu gì, nó sẽ ép nhà đầu tư cầm tiền phải mua trở lại ở vùng giá cao, thường là cái vùng biên trên quanh 1120, 1130. Thế bản chất bây giờ anh chị mình muốn mua, mình có thể nhìn lại vận động của các dòng cổ phiếu, các ngành cổ phiếu đa phần nó đều những vùng giá cao hơn so với cái mức giá mà anh chị mình phải bán ra trong một tuần vừa rồi. Ví dụ anh chị mình nhìn lại những mã cổ phiếu như Nam Kim đi, hôm nay là cái phiên T cộng 2 của cái phiên xác nhận đi lên, phiên pivot đi lên là khối lượng đi vào của những cổ phiếu Nam Kim này, mà tổ chức họ vẫn giữ giá, thì đồng nghĩa anh chị mình thấy là gì, ai mua trong phiên này hàng về anh chị mình đều lãi, thậm chí anh chị mình mua trong phiên ATC đi, hàng về ngày hôm nay tổ chức còn vẫn giữ giá cao cho anh chị mình lại, để đem phiên xác nhận pivot thành công, thì đồng nghĩa với một cái việc là những tuần vừa rồi trong cái vùng này rung lắc liên tục của thị trường này, anh chị nào bán ra là mình đều rơi vào trạng thái bị mất hàng. Đấy, thay vì thế mình hiểu được cái vận động thị trường, mình biết được thị trường vận động trong biên sideways, thị trường điều chỉnh về biên dưới, khối lượng thấp là tích cực sẽ có yếu tố bật trở lại về biên trên, anh chị mình thấy không, chỉ cần một lực cầu đủ lớn cổ phiếu sẽ bật lại ngay vì sự đu bám không lớn. Đấy, cho nên khi mà cái hiệu ứng nó bật trở lại thì đó là thành quả với những nhà đầu tư nào mình kiên nhẫn mình cầm nắm được cổ phiếu trong những cái nhịp rung lắc vừa rồi. Còn chị mình bị yếu vốn vía mình bán ra thì bắt buộc nếu như bây giờ muốn mua trở lại phải chấp nhận mua lại vùng giá sẽ cao hơn, đó là nguyên lý của thị trường chứng khoán. Đấy, cho nên đó là em chia sẻ ngắn gọn để cho chị mình nắm bắt. Còn về với những cái vận động phái sinh như ngày hôm nay ấy, thì buổi sáng em cũng có đánh giá chị mình kỹ luôn, cho nên chúng ta sẽ không phải quá bất ngờ với cái vận động sự ảm đạm và giữ giá tốt của tổ chức, tại vì sao, hôm nay là ngày đáo hạn phái sinh nên là cái yếu tố điều tiết và khối lượng sẽ tương đối cao. Khi mà hôm nay tổ chức anh chị mình thấy nó kéo cổ phiếu nào, nó kéo cổ phiếu BNG từ đầu phiên sáng tới cuối phiên chiều luôn. Hôm qua trong cái buổi video thì chúng ta cũng đã bàn luận về cái vận động cổ phiếu như BNG, trước đó mình thấy cổ phiếu như MWG có xác nhận dòng tiền đi vào nè, tới phiên ngày hôm qua là volume vào khá tốt với những cổ phiếu MWG, thì em cũng thấy được cái bức tranh khá là tích cực của những cổ phiếu như BNG. Đây là cái vùng nền giữ giá một đáy, hai đáy, ba đáy, nó có điểm mồi dòng tiền nè, hai điểm mua nè. Hôm nay anh chị nào có mua BNG vẫn đúng điểm anh chị nha, với những vận động cổ phiếu này từ cái nền này bước đi lên thì anh chị mình đánh đổi khoảng tầm 7-10% thì nó là tương đối tốt. Em cũng tương đối bất ngờ với BNG khi mà mình thấy những cổ phiếu lớn mà blue chip, những cổ phiếu trụ như là BNG mà dòng tiền vào thì đây là một thị trường tương đối an toàn để cho chị mình tiếp tục mình cầm nắm cổ phiếu, tại vì không có một thị trường nào sắp rơi sắp rẫy sắp gãy mà dòng tiền nó vào những cổ phiếu lớn đó chị, những cổ phiếu blue chip đó, những cổ phiếu bán lẻ đó, thì bán lẻ nó cũng có một số thông tin tốt là gì, ví dụ như bắt đầu trong cái giai đoạn mà năm 2024 thì cũng sẽ được gia hạn thêm cái việc mà giảm thuế VAT từ 10% còn 8%, thì cũng sẽ tạo những cái động lực về chi tiêu và kích thích tiêu dùng, nó cũng tạo những cái sự tăng trưởng trở lại cho nền kinh tế, đặc biệt là những doanh nghiệp bán lẻ, cái nhu cầu mua sắm chi tiêu đặc biệt ở giai đoạn cuối năm, giai đoạn cận kề những ngày Tết nó cũng sẽ nhiều hơn, và cái tâm lý của người Á Đông chúng ta ấy, đặc biệt là liên quan đến những cổ phiếu như BNG, thường anh chị mà thấy cuối năm thì cái nhu cầu mà sắm sửa chi tiêu cũng như là tích sản những cái lượng vàng đi thì nó cũng sẽ nhiều hơn sau một cái năm mà mình làm việc nó vất vả, đó là tâm lý an toàn của những nhà đầu tư gọi là Á Đông anh chị ha, văn hóa Á Đông. Đấy, thì đó là những gì mà em chia sẻ với chị mình về những cổ phiếu như BNG, thì anh chị nào có mua được cổ phiếu này thì em xin chúc mừng. Đấy, cũng như một số vận động ví dụ anh chị mình thấy rõ ràng là gì, những cái vị thế của tổ chức ấy, thì bản chất anh chị mình lưu ý trong những cái tuần vừa rồi đa phần là đè giá thấp đúng không, nhưng mà cái vị thế sọt của nhà tạo lập ấy, họ cũng đã tất toán đi bớt ở những cái vùng giáp trong những phiên vừa rồi. Buổi ngày hôm qua chúng ta đã bật lại cái chẹt của VN30 5 phút, em đã nói chị mình về những cái vùng có lượng lớn là tất toán đi bớt, thì trong cái vùng hiện tại anh chị mình thấy nó break được cái chân giảm, tổ chức họ chỉ cần giữ vùng giá cao thôi để tạo cái sự tiền đề cho cái vận động sau đáo hạn phái sinh là ngày mai. Ngày mai sẽ là cái phiên hậu đáo hạn phái sinh và em đánh giá rất cao cái phiên ngày mai sẽ là một cái phiên mà thị trường boost đi lên, thị trường bứt phát đi lên,
cho một cái tháng mới là một cái tháng long của thị trường chung. Tại vì mình thấy trạng thái tổ chức họ đã chốt hết những cái vị thế sọt à. Và đặc biệt nó có một tín hiệu rất là hay mà em muốn chia sẻ thêm với anh chị mình. Em vừa thống kê xong thì mình cũng chưa kịp mình chụp lại với anh chị nhà đầu tư, thì sẵn tiện là em chia sẻ luôn trên kênh YouTube buổi chiều trong hệ thống khách hàng á, thì em cũng đã chia sẻ với chị mình rồi. Sẵn tiện bây giờ trên kênh YouTube thì em cũng nói luôn đấy, ví dụ anh chị mình thấy nè, ngày mai sẽ là hậu đoàn phái sinh, đây là cái bài nhận định thi cấp phiên trong hệ thống khách hàng bên em để chị mình nắm gọn là được cái vận động của một phiên. Thì anh chị mình thấy ngày mai là ngày đoàn hạn phái sinh thì sẽ bắt đầu cho một cái ván đánh mới, thì cá nhân em mình kỳ vọng một cái sự đi lên của thị trường, một quá trình tích lũy tích cực để thị trường bùng nổ đi lên, và nó sẽ có những con sóng để cho kiếm tiền và có một cái nồi bánh chưng cho những cái ngày Tết của năm nay anh chị ha. Đấy, thì sẽ có một cái pha hút đi lên của thị trường chung đấy, kích hoạt một cái dòng tiền mới sôi nổi trở lại đó. Tại vì những cái vị khế long, ví dụ đây là một cái vị khế long rồng trong một cái tháng mới là tương đối lớn nha, ở một cái là thị trường phái sinh F2 đấy. Ví dụ em bật cho anh chị mình xem, thì bắt đầu ngày mai là chuyển đổi thành phái sinh VN30 F1 ha, F2 anh chị đấy, và VN30 nè, 2401 nè, là của tháng sau thì mình thấy là những cái vị khế long rồng cực kỳ lớn luôn. Ví dụ anh chị mình nhìn về cái vận động của khối ngoại, khối ngoại cũng đã đảo đảo thành những cái vị khế long này anh chị mình thấy không? Đấy, đảo những vị khế long rồng này, của nước ngoài nè, đấy long rồng nó đang khoảng 5.000 hợp đồng, và những cái vị khế của tổ chức cũng thế, họ đang đảo qua một cái vị khế long mà tương đối nhiều anh chị nha. Đấy, trên đó cũng là những cái sự khởi sắc, những cái sự tiền đề cho sự bứt phá đi lên ngày mai của vận động của thị trường chung. Và chúng ta bây giờ khi mà mình nhìn trở lại cái vận động của thị trường thì anh chị mình cũng thấy rất rõ là gì, cá nhân em sau những quá trình mà nó rũ kiệt về volume, bắt đầu thị trường bò đi lên trở lại nè, thì ngày mai một cái vận động tốt nhất thị trường xuất hiện một cái phiên dòng tiền, thị trường rất cần một cái phiên xác nhận volume, xác nhận dòng tiền, nó thể hiện dòng tiền của tổ chức, một cái vận động về một cái dòng tiền mới sẽ đổ vào tham gia và đẩy giá cổ phiếu đi lên. Chúng ta chỉ cần một cái điểm chạm thôi, mình chỉ cần một cái điểm kích hoạt dòng tiền thôi, thì những cái dòng tiền bên ngoài của những nhà đầu tư cầm tiền nè, những nhà đầu tư mình đang chờ đợi nè, đặc biệt là những cái lượng tiền mà những cái ngày đáo hạn của tiết kiệm, tiền gửi tiết kiệm bắt đầu quay trở về cái tài khoản khả dụng, thì đó cũng là một cái lượng cung, lượng lực cầu rất là tiềm năng để chảy vào thị trường chứng khoán. Cho nên thị trường lúc này rất cần một cái điểm chạm của dòng tiền tổ chức, họ kích hoạt được, họ gọi là nó tháo gỡ được cái bài toán về tâm lý đấy, thì sẽ mở ra một cái trận đánh cực kỳ lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì đó là kịch bản mà em kỳ vọng. Tại vì sao? Đây là quá trình tích lũy đâu đó khoảng gần 2 tháng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Quá trình tích lũy mà gần 2 tháng thì anh chị mình phải biết biết một điều là quá trình thu gom và gom hàng của tổ chức. Khi mà họ càng gom này, anh chị mình nhìn vào khối lượng này, nó càng ngày nó càng kiệt đi. Khi mà một chút nữa em phân tích với anh chị mình về vận động của các dòng, các ngành cổ phiếu, thì 80% các dòng, các ngành cổ phiếu lúc này đang tạo một cái điểm tiền đề để bứt phát và đồng pha với VN Index đi lên trong phiên ngày mai, với những cái yếu tố kiệt về thanh khoản, nó gọi là những yếu tố kiệt cung tại những quá trình rũ bỏ. Thì cái điều cần của thị trường bây giờ, thị trường nó đạt về những cái tiêu chí, những yếu tố điều chỉnh, anh chị mình lưu ý là cái điều kiện mà để thị trường đi lên rũ bỏ điều chỉnh, cái yếu tố thứ hai là kiệt về thanh khoản này. Bây giờ nó chỉ cần cái điều kiện đủ thôi, là một cái phiên gió đông thổi vào, một cái luồng dòng tiền thổi vào, một cái phiên bùng nổ của thị trường. Với cái phiên bùng nổ này đầu tiên chỉ cần đâu đó khoảng tầm 1 tỷ cổ phiếu đó, thanh khoản 20 đến 25 ngàn tỷ là thành công để thị trường đi lên và mở ra một cái trận đánh mới, một cái luồng gió mới. Mình lưu ý target em vẫn hướng đến chị mình cách đây khoảng một tháng là trước giai đoạn Tết âm, thị trường phải chinh phục được về cái cột mốc 1.200 điểm. Thì từ bây giờ mà đến 1.200 điểm là nếu như thị trường đi lên đúng với kịch bản của mình kỳ vọng thì chúng ta sẽ lại rất lớn. Tại vì em và anh chị nhà đầu tư trong mạng có khách hàng cũng như mọi người trên kênh YouTube á, thì em chia sẻ với chị mình xuyên suốt trong một tháng vừa rồi mình không thay đổi quan điểm, mình vẫn quan điểm là thị trường tích lũy để đi lên. Vì thế khi mà mình quan điểm thị trường đi lên thì mình phải cầm cổ phiếu anh chị, mình cầm cổ phiếu mình mới nói thị trường đi lên. Đâu có ai mà bán cổ phiếu cầm tiền mà nói thị trường đi lên, mình lưu ý ha. Đấy, hoặc đâu có ai mà cầm cổ phiếu mà hô thị trường thì sập, thị trường gãy. Đấy, cho nên bản chất anh chị mình cũng thấy được là cái dâm mục của em vẫn không thay đổi, những cổ phiếu chiến lược dài, dầu khí, khu công nghiệp mình vẫn cầm ở đây. Thì những cái điểm mà thị trường bứt phát về 1.200 thì những cái điểm mua, những cái giai đoạn vừa rồi anh chị mình nằm gai nếm mật, kiên nhẫn cầm nắm cổ phiếu, thì tất cả những điểm mua đó đều là thành quả của chúng ta. Thì chúng ta phải cược thôi anh chị, mình cược vào việc thị trường đi lên, thì khi mà đúng thì mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Còn nếu như trường hợp nó sai, chấp nhận cắt lỗ 8% sai và ra về chờ cơ hội mới. Đầu tư mà anh chị, đầu tư thì mình phải cược thôi. Đấy, mình lưu ý nha. Còn anh chị nào chờ sự rõ ràng thì bản chất đôi khi vùng giá nó đã cao hơn, thì anh chị phải phải chấp nhận cái việc mình đánh đổ, mình mua giá cao, thì đôi cái biên lợi nhuận anh chị mình nó đã bị mất đi một phần. Còn chúng ta cược vào trận đánh lớn thì mình mua từ những vùng nào, thì khi nó đúng lợi nhuận anh chị mình ăn từ phần ngọn, từ phần ngọn tới phần gốc luôn, ăn hết được cái biên luôn của thị trường chung luôn. Với một T cộng cũng vậy, với một T cộng anh em cầm 6 mã
dòng thép có, dòng chứng khoán có, bất động sản có, ngân hàng có, dòng mid cap TNG mình cũng có, nhưng cổ phiếu này vẫn không bán ra bất kỳ một mã cổ phiếu nào. Thì đó là cái danh mục của hệ thống bán thẳng bên em, danh mục T cộng đánh tới ngắn và danh mục chiến lược dài đánh sóng đấy. Thì nó quan điểm nó rõ ràng như thế anh chị ha, nếu như đúng thì tất cả những chiến lược dài chiến lược ngắn nó đều đi lên. Hay tại vì thị trường đoạn sau là một thị trường khi mà nó bắt đầu đi lên nó sẽ có sóng dòng, nó sẽ có sóng dòng nha. Cho nên đó là lý do vì sao mà em sẽ mở ra cho một cái buổi khóa học trong tuần sau vào ngày thứ tư. Mình sẽ cố gắng bồi bộ sức khỏe tốt nhất để mình chuẩn bị sẵn sàng khai giảng cho một cái buổi khóa học vào thứ tư tuần sau, cái buổi coaching cho hệ thống bán hàng về cái tín hiệu mua, sẽ hướng dẫn cho chị mình cái điểm mua để mình chọn cái sóng dòng mình đánh cho một cái nhịp tiếp theo. Tại vì nhịp sau đi lên thì phải có dòng dẫn dắt anh chị thấy. Cho nên cái điều kiện cần bây giờ lúc này đã có rồi, ngày mai chỉ cần chờ điều kiện đủ, thậm chí ngày mai ngày mốt tuần sau cũng được, điều kiện đủ thị trường là phải có một điểm xác nhận dòng tiền mới tham chiến đi vào đẩy giá cổ phiếu đi lên, thì đó là trạng thái thành công. Hãy anh chị nào muốn tham gia thì mình liên hệ giúp em với bạn trợ lý là bạn Hải Anh qua số Zalo 0945 866 915. Bạn Hải Anh hướng dẫn cho chị mình. Mọi người ai mà trong room cộng đồng thì anh chị mình phải bình chọn, tại hôm qua có để gửi một cái phần bình chọn rồi. Hãy mọi người chưa tham gia vào room cộng đồng thì anh chị mình phải click vào cái phần link bên dưới ha. Em có để trong phần mô tả của mỗi video thì đây gần full 1.000 người nè. Khi mà full 1.000 người thì anh chị mình vào sau mình sẽ không tham gia được đâu. Đấy, thì em có để một cái bài đăng ký thì anh chị mình hãy liên hệ với bạn trợ lý sẽ hướng dẫn cho chị mình nó chi tiết hơn. Đấy. Và khi mà chúng ta quay trở lại với những cái vận động của thị trường chung lúc này thì chị mình thấy không? Bản chất thị trường lúc này nhiều nhà đầu tư mình còn nghi ngờ lắm. Đấy. Cho nên bản chất thị trường nhà tạo lập họ luôn luôn đánh ngược lại với những cái tâm lý của đám đông anh chị. Cho nên đôi khi thời điểm này là em nói chị phải ham lam thôi, mình phải ham lam khi mà người khác sợ hãi đó. Đấy. Còn lúc mà ai cũng thấy mọi thứ rõ ràng thì đôi khi cơ hội nó không còn lớn. Anh chị mình nhìn cái đoạn ở đây nè, ai cũng thấy là sóng dòng chứng khoán rõ ràng, thì bản chất chúng ta đã đánh được từ những đoạn chân sóng, mình đánh được từ chân sóng đi lên với sóng dòng chứng khoán. Khi mà lên cao nào là thông tin tốt về hệ thống KRX, mọi thứ rõ ràng thì anh chị mình thấy không, đa phần nó đều là bô, đa phần nó đều là cái yếu tố rủi ro, mua vào là đều bị cắt lỗ đó, trong những vùng giá cao đó. Còn lúc mà nghi ngờ cái cảm giác lúc này anh chị mình cầm cổ phiếu đó, em cũng vậy đó. Hôm nay em không có chia sẻ anh chị mình danh mục tại vì nó cũng vậy à đó. Những buổi ngày hôm qua em có chia sẻ anh chị mình cái danh mục của em đó, là mình cầm cổ phiếu dòng dầu khí và khu công nghiệp đó. Lúc này mình cầm cổ phiếu hoặc là mình mua cổ phiếu đó, cái tâm lý mình vừa mua mình vừa rung thì đôi khi nó an toàn anh chị. Thậm chí anh chị mình thấy không, dù những cổ phiếu có rung nó có lắc đi nhưng mà anh chị mình đâu có lỗ nhiều đâu. Còn mọi thứ mà đôi khi nó rõ ràng anh chị mua vào nha mà nó sai một nhịp thôi, anh chị mình cắt lỗ không kịp mà lỗ 30-40%. Đó là bài toán tâm lý trên thị trường chứng khoán. Vì sao tổ chức nhà tạo lập họ luôn luôn đánh ngược lại với anh chị mình? Cho nên mới phát sinh một câu nói rất hay đấy, của trong một cuốn sách của William O'Neill: thị trường sinh ra trong ảm đạm. Lúc mà ảm đạm là lúc thị trường sinh ra. Anh chị mình thấy không? Trong những cái đoạn vừa rồi sự ảm đạm của thị trường tương đối lớn. Và sau khi ảm đạm nè, cúc chân nè, thì bắt đầu thị trường nó tăng lên rất nhẹ nhàng thôi. Tăng lên trong sự nghi ngờ. Thì lúc này thị trường đi lên, nhà đầu tư tương đối nghi ngờ về vận động của thị trường chung đấy, và chết trong sự thỏa mãn. Lúc nào mà càng hưng phấn, ai cũng nghĩ về cơ hội, ai cũng nghĩ về điểm mua, thì lúc đó mới là lúc rủi ro. Ấy, chị mình lưu ý như thế. Đó là bài toán tâm lý của thị trường. Cho nên Warren Buffett ông cũng có chia sẻ một câu nói là gì? Tham lam khi người khác sợ hãi. Ấy, sợ hãi khi mà người khác tham lam. Đó là bài toán của đám đông anh chị. Đó. Cho nên lúc nào cũng vậy. Cái lúc mà tranh sáng tranh tối thì đối với em nó an toàn. Cho nên lúc này vẫn là kịch bản mình cược vận động thị trường đi lên. Những phiên ngày mai bùng nổ là đẹp nhất của thị trường ha. Một cái xung lực dòng tiền vào quyết liệt từ đầu đến cuối phiên sáng. Ngày mai thị trường bùng nổ, anh chị mình thích con nào mình mua con đó. Tại vì các cổ phiếu đều trong vận động rũ bỏ, điều chỉnh trong vùng tích lũy và kiệt về thanh khoản. Chỉ cần dòng tiền xác nhận là đi lên. Một chút nữa em sẽ nói với chị mình thêm về vài cổ phiếu để cho anh chị mình lưu ý. Và chị nào yêu thích thì mình canh mình điểm mình tham gia. Tại vì đa phần các cổ phiếu đều quanh vùng nền. Mà khi quanh vùng nền xác nhận điểm mua đầu tiên, điểm pivot là một điểm mua cực kỳ an toàn. Sau cái yếu tố kiệt về thanh khoản, những cái phiên vận động như ngày hôm nay của thị trường chung, anh chị mình thấy yếu tố kiệt về thanh khoản. Thanh khoản ngày hôm nay của thị trường nó vẫn là những cái phiên giao dịch chưa tới 10.000 tỷ. Thậm chí cái volume, cái khối lượng của thị trường ngày hôm nay nó 450 triệu cổ phiếu. Nó còn thấp hơn so với cái phiên ngày hôm qua nữa. Anh chị mình thấy không? Sự đu bám nhà đầu tư lúc này không lớn. Đa phần những nhà đầu tư cầm tiền đều chờ một cái điểm chạm. Cho nên khi mà thị trường nó chỉ cần xuất hiện một điểm chạm về dòng tiền, thì những cái lượng tiền nhà đầu tư đang đứng ngoài đang chờ đợi họ sẽ đổ vào thị trường. Thì vô tình chung những cái nhà đầu tư như chúng ta đang cầm cổ phiếu thì những nhà đầu tư bên ngoài sẽ đẩy giá cho mình. Thì đó là cái lợi thế của anh chị mình đang cầm hàng sẵn lúc này. Mình lưu ý nhé. Đấy, trên lúc này đa phần các mã cổ phiếu trong danh mục anh chị mình là 70 tạ, hầu như là 90% đều nằm sẵn khả dụng trong tài khoản. Đấy, mình đã gọi là gì? Mình đã bị tổ chức họ đánh bầm dập trong bốn cái phiên rung lắc vừa rồi mà mình không bán ra, bây giờ mình cứ kiên nhẫn mình cầm thôi anh chị nha. Trường hợp xấu nhất mà nó gãy bị bán ở lượng lớn. Chứ em nói trường hợp xấu nhất đi, nãy giờ mình nói với chị mình kịch bản tốt. Ví dụ trường hợp xấu nhất nè,
mà nó bị bán có lượng lớn nó gãy thì thôi, à mình chấp nhận sai và mình bán, mình cắt chấp nhận cắt lỗ và ra về. Đó kịch bản xấu nhất. Và kịch bản này em chỉ đánh giá xác suất khoảng 5% thôi, còn 95% là kịch bản thị trường tích lũy sideways để đi lên anh chị ha. Đấy, mình lưu ý một chút về những gì mà em chia sẻ. Thì em thì một người mình cũng là một nhà đầu tư thôi, thì mình cũng chia sẻ với chị mình nó hợp tâm từ những cái kiến thức mà mình nhận định về thị trường. Thì em ở đây á, không phải là mình đi nói bừa mà mình luôn luôn có những cái quan điểm, những cái luận cứ để mình chứng minh cho cái quan điểm của mình. Đấy, mình lưu ý những cái vùng mà kiệt thanh khoản như này em đã nói chị mình rất là nhiều, và trong một cái biên vùng tích lũy, cái xu hướng của thị trường là quan trọng nhất, đặc biệt trong vùng tích lũy đa phần là gì, mục đích tích lũy là mục đích gom hàng của tổ chức để làm gì, để đi lên. Đấy, không có tổ chức nào mà gom hàng để rơi, rồi gom hàng để sập, gom hàng để gãy. Thì những cái tổ chức mà gom hàng này mới chính là những người khô lỗ nặng nhất. Còn thị trường có sập có gãy, em và anh chị mình bán một lệnh MB cầm 100 cổ phiếu, 1 triệu cổ phiếu bán là xong. Tổ chức họ cầm 300 triệu cổ phiếu, 500 triệu cổ phiếu, cả tỷ cổ phiếu thì họ không phải bán được trong một hai phiên, rất khó để bán. Mình lưu ý ha. Đấy, cho nên cái yếu tố mà chị mình đọc vị được hành vi tổ chức ấy, nó rất là quan trọng để giúp cho chị mình tự tin trong cái việc mình đưa ra quyết định mình mua bán cổ phiếu. Đấy, trên đó là nhìn chia sẻ với mọi người. Còn những cái phần tiếp theo á, em sẽ đi đánh giá với chị mình về vận động các dòng cổ phiếu lúc này đa phần đều tạo cái tiền đề khá tốt và vẫn là một cái nguyên lý cũ. Cái nguyên lý cũ thì em sẽ note lại cho chị mình ha, dù trong phiên ngày mai đi, ngày mai à, hôm trước có nói chuyện ngày mai bình di này. À, ngày mai nguyên lý mua nè, nguyên lý mua chị mình lưu ý nè, trong quá trình rũ bỏ nè, cộng gì việc volume nè, cộng gì dòng tiền, đây là điểm mua. Lưu ý ngày mai những cổ phiếu nào đạt điểm dòng tiền xác nhận sau quá trình kiệt về volume là anh chị mình tham gia nha. À, thì đầu tiên em sẽ đánh giá trước về những cái vận động về những cái cổ phiếu của dòng ngân hàng đi, là một cái dòng lớn của thị trường, thì khi mà trường ngày mai lên sẽ có sự tham gia của dòng ngân hàng thôi. Những cổ phiếu như ACB anh chị mình không cứ bò bò đi lên, nếu như anh chị mình không tham gia những cổ phiếu này, những điểm tăng bò bò như thế làm gì anh chị mình dám mua, cực kỳ khó chịu ha. Hay những con này ngày ơi ngày mai sẽ nhận điểm bùng nổ là vào sóng luôn. Vào sóng thì vì sao, đây là quá trình tích lũy lớn, cho anh chị mình cũng lưu ý với những cổ phiếu như ACB, những cổ phiếu như BIDV cũng vậy anh chị mình ha. Nếu như những cái trạng thái mà chị mình không dám mua tại những cái điểm mà vùng đáy này, điểm dòng tiền này, thì trong room thì em mua những cái điểm dòng tiền, hay những điểm mà test lại tiếp tục dòng tiền đi vào, thì trong cái room VIP là bữa hôm trước là chúng ta đã mua rồi với những vận động cổ phiếu như BIDV. Mình tham gia trong những cái ngày của giai đoạn tháng 11 đó chị. Hay mọi người lấy vị thế với những cổ phiếu như BIDV này. Những giai đoạn của tháng 11, ngày 8 tháng 1 chính xác là ngày 8 tháng 11 là cái phiên dòng tiền đi vào là em mua nè. Đấy, thì cái bữa đó mình cũng hướng dẫn chị mình mua, ví dụ mọi người lấy một phần nhé, là quanh cái vùng gì 42, 42.5. Thì đây là cái ngày mà trước khi mà cổ phiếu nó chia cổ tức anh chị nha. Thì sau khi nó chia vùng giá bây giờ nó chỉ còn cái vùng giá vốn quanh vùng 37 thôi. Đấy, thì anh chị mình thấy không? Lúc mà mua như thế nào thì mình cũng chia sẻ với chị mình rất rõ ràng về những cái quan điểm để cho anh chị mình tham gia, về những cái vị thế để cho anh chị mình mua. Thì em vẫn cầm nắm đến bây giờ đó, em cầm 1,5 tháng vừa qua, và mọi người thấy không, cái hành quả của chúng ta mặc dù là thị trường sideways nhưng mà cái hành quả của mình với những cổ phiếu như BIDV này, là anh chị mình đã lãi bao nhiêu, lãi gần 10, lãi hơn 12% và kèm theo đó là một cái phần cổ tức 12% nữa khi mà đã chia trong tháng vừa rồi. Đấy, trên bản chất khi mình đã chọn đúng điểm mua, cái việc còn lại là anh chị mình ngồi im thôi thì phần lãi nó sẽ tự tăng. Còn anh chị mình cứ nhảy ra, mình nhảy vào lên biên trên mua đuổi, giảm xuống biên dưới anh chị mình bán tháo, thì đa phần tô tồn lại cho một cái nhịp sideways vừa rồi, xác suất anh chị mình bị thục hao về cái tài sản của mình và mình bị thua lỗ là rất là cao, rất là cao anh chị ha. Đấy, cho nên tùy vào cái chiến lược của anh chị nhà đầu tư. Thì cái lúc này với những cổ phiếu như BIDV, những cái trạng thái mà hấp thụ nền rất tốt này, những con này sẽ còn những cái điểm nổ đi lên anh chị nha. Đấy, nhưng mà lưu ý hàng sẵn thì anh chị mình tiếp tục mình cầm nắm. Đấy, còn những cổ điểm mua lúc này nó sẽ không còn điểm mua đâu, với những cổ phiếu như BIDV, những số điểm mua với dòng ngân hàng anh chị mình nên chú ý. Nhưng mà cổ phiếu đầu tiên là những cổ phiếu như là CTG, tại vì sao, đây là biên sideways này, biên dưới này, rủ biên dưới là kiệt von này. Những con này ngày mai có điểm xác nhận dòng tiền là điểm mua cho anh chị mình, là điểm mua nhé. Cho nên mọi người lưu ý kỹ. Tiếp theo là thứ hai ấy, là những cổ phiếu ví dụ như MBB. Đấy, dòng ngân hàng anh chị mình chú ý vài mã rồi, dù điểm mua mới nên chú ý CTG này hay là MBB này. Thì với những vận động cổ phiếu như MB anh chị mình thấy một cái tín hiệu cực kỳ tốt là gì, trong cái đoạn vừa rồi mà thị trường có điều chỉnh này, thị trường có rung lắc này, nhưng mà anh chị mình thấy không, những con này đâu có chỉnh đâu anh, dù như trong hệ có bán hàng bên em là đang cầm sẵn cái lượng T cộng của cổ phiếu như MBB này, quanh 18.1 này, mặc dù không có lãi nhưng mà nó vẫn giữ giá rất là tốt, nó không tạo áp lực tâm lý cho anh chị mình thua lỗ thì mình vẫn cầm thôi chị. Thị trường chỉnh mà những con này vẫn giữ giá tốt này, thì anh chị phải biết một điều gì, tổ chức chính là những người họ giữ giá cổ phiếu. Những cổ phiếu mà điều thị trường chỉnh mà nó không chỉnh là những cổ phiếu mạnh, nó khỏe thị trường chung, tích lũy nè, kỳ thanh khoản tích cung nè. Những con này anh chị nó hết quanh vùng nền 18, 18.2 này anh chị mình mua nè. Hoặc là chuẩn nhất, ví dụ ngày mai mà xác nhận điểm pivot dòng tiền vào là anh chị mình đánh được. Mình lưu ý ha, cái ngân hàng chú ý hai mã như thế. Đấy, tiếp theo thì em sẽ nói chị mình thêm một vài cổ phiếu khác, ví dụ như dòng chứng khoán này,
dòng chứng khoán nó cũng chỉ quanh cái vùng nền thôi. Em nói ngày mai thị trường nổ là sẽ có sự đồng thuận của tất cả các dòng luôn đấy, sự bùng đồng thuận đi lên của thị trường luôn. Những cổ phiếu ví dụ trong Rumi mình đang cầm HCM, HCM mọi người mua sẵn cái hàng rồi, thì HCM ở đây tụi em đang lãi hơn 4% lượng hàng sẵn hôm trước mình mua trong cái phiên ngày hôm thứ hai của thị trường chung, trong cái phiên này, phiên rủ là test cung này, test đáy này, tạo anh cái biên nền này. Thì mọi người mua tốt nhất là mua tại nền, còn bây giờ bản chất nó cũng không còn điểm mua nữa nha. Với những cổ phiếu HCM đã qua điểm mua rồi, anh chị nào vào muộn vào sau mà quan tâm với dòng chứng khoán á, thì mình nên chú ý một vài cổ phiếu như VND. Bản chất VND là nó giá tương đối ok nè, ví dụ nền thứ nhất nè lên tạo cái nền số 2 nè, một nhịp rũ nè, test lại nè, hồi lên nè, test lại hai lần nè, test lại ba lần nè, kiệt thanh khoản. Yếu tố kiệt thanh khoản nè anh chị mình thấy không, yếu tố kiệt thanh khoản là một trong những yếu tố chuẩn bị mở ra một cái xu hướng mới cho cổ phiếu, cho nên những cái điểm mà quanh nền như này anh chị mình nó an toàn. Mình lưu ý những cổ phiếu như VND nó quanh nền, cái điểm mà anh chị mình mua tay cộng á, nếu như mình tắm tay cộng thì mình ưu tiên mua càng gần vùng nền nhất càng an toàn. Ví dụ ngày mai mà nó bước đi lên á, điểm pivot á, thì anh chị mình cũng chú ý là mình mua vùng giá càng gần vùng nền nhất nó càng an toàn cho anh chị mình. Đấy, yếu tố kỳ thanh khoản ngày mai bắt đầu buổi sáng mà anh chị mình thấy volume nó vào buổi sáng mà tầm 15 20 phút đầu tiên á, mà nó vào 3 4 triệu cổ phiếu á, là bắt đầu anh chị mình canh vào mình đánh ngay gần cái vùng nền anh chị nha. Ví dụ chứng khoán chú ý VND rồi nè. Đấy, hoặc thậm chí những cổ phiếu như VCI những cổ phiếu nó cũng sẽ nổ đó. Tại vì sao chỉ rủ nè, nó rủ nè, bùng nổ rủ lại kiệt volume nè, cũng sẽ đi lên đó. Đấy, một số cổ phiếu như ESI rồi cũng thế. Đó, đa phần em đánh giá những cổ phiếu chứng khoán có một cái nền tích lũy rất tốt. Đây có nền tích lũy từ giai đoạn nè đầu tháng 11 tới bây giờ cũng khoảng 1,5 tháng gần 2 tháng, thì quá trình mà tích lũy kiệt về thanh khoản như này nè, thì nó báo hiệu cho những cái nhịp nổ ngắn anh chị nha. Đa phần đánh ngắn đó, em sẽ không đánh dài với những cổ phiếu chứng khoán đâu. Ví dụ đây có điểm nổ ngắn lên vùng biên trên, ví dụ ăn 10 15 hoặc là 70% là anh chị mình chốt target được. Đấy, lưu ý ha, tại vì những cổ phiếu này kênh giữa nổ lên vùng đỉnh cũ phải tích lũy lại nữa. Đặc biệt đây là cái vùng biên trên là vùng phân phối lớn trong cái chu kỳ trước đó nè, thì nó phải càng tích lũy thêm nha. Đấy, những cổ phiếu như thế, những cổ phiếu như SHS cũng vậy, là Kiệt Vôn nè, anh chị thấy quá trình tích lũy nè, Kiệt Cung nè, yếu tố kỳ thanh khoản là một yếu tố rất quan trọng của cổ phiếu nè, Kiệt Cung nè, Tết Cung nè, trong ngày hôm nay nè, đa phần nhiều cổ phiếu này đều tạo tiền đề rất là tốt để bùng nổ đi lên ngày mai. Những cổ phiếu ví dụ như MBS cũng vậy, là kỳ thanh khoản nè. Đấy, dòng chứng khoán á, lưu ý kỹ một số vận động tiếp theo em đánh giá với chị mình về những cái vận động cổ phiếu của dòng bất động sản. Bất động sản đa phần của những cổ phiếu kênh giữa để tập trung cho chị mình đánh T cộng. Với chị nào đang quan tâm, đầu tiên là những cổ phiếu như sale. Đấy, sale anh chị mình thấy không, cái nền tích lũy đây bao lâu, gần 2 tháng ha, kiệt kiệt, kiệt về volume thanh khoản này, kiệt thanh khoản này, quanh nền anh chị mình tự tin mình chiến đấu đó. Đấy, chị mình mua săn điểm nổ đi lên. Và anh chị mình thấy không, trong cái vùng nền vừa rồi mà anh chị mình có cầm có nắm á, thì áp nó kết hợp với cái áp lực của thị trường chung trong quá trình mà rung lắc điều chỉnh, em nói chị mình cầm những con này kiểu gì anh chị mình cũng rất hàng, tâm lý chị không nổi đâu chị, nó đè mỗi phiên rất là mệt mỏi. Thì đó là mục đích của tổ chức mà, nó phải tạo sự chán nản, thì anh chị nhà đầu tư mình cầm cổ phiếu mình mới bán ra chứ, nó kéo ầm ầm, nó kéo vèo vèo như thế này thì nhà đầu tư nào chán đâu mà bán. Mình lưu ý đó là mục đích và cái hành vi tổ chức mình phải hiểu được. Cái cho những yếu tố là nó kỳ cắm khoản như này, dù ngày mai mà cái điểm mồi dùng tiền vào là chị mình tự tin mình chiến đấu điểm T cộng á. Ngày mai đôi khi trong room em hướng dẫn chị mình thêm một hai cổ phiếu T cộng nữa trong hệ thống du kích, cho nên chị nào muốn đồng hành cùng em trong room du kích á, thì anh chị mình cứ liên hệ với bạn trợ lý em làm việc ở công ty chứng khoán VBS. Đấy, anh cứ chuyển tài khoản về hoặc là chị mở mới tài khoản, ngày mai mình sẽ bổ sung thêm vài mã trong room du kích. Còn room chiến lược dài xác nhận vào xong, em sẽ hướng dẫn chị mình gia tăng thêm quy mô vốn với dòng dầu khí, dòng khu công nghiệp hoặc thậm chí cả là dòng thép. Đấy, room chiến lược dài là những cổ phiếu kênh trên, còn đây những cổ phiếu kênh giữa, giữa nổ là một phiên về 30 là đẹp, về 29 30 là target đẹp luôn á, ăn vài phần trăm. Với những cổ phiếu kênh giữa như này, tùy về kênh trên nó cũng phải tích lũy lại một nhịp nữa. Trên chú ý kỹ con sell một số cổ phiếu như là DIG cũng vậy thôi, đây là cái vùng tích lũy thôi. Đấy, hiểu ý ha, những trạng thái bắt đầu anh chị thấy trạng thái gì, test một đáy hai đáy ba đáy, bắt đầu test ba đáy mà nâng đáy đi lên, những con này mà xác suất đi lên bứt phá cực kỳ cao đó. Một số cổ phiếu ví dụ như tiếp theo, ví dụ đất xanh cũng vậy thôi, những này kiểu gì cũng bứt về là cái vùng biên, bên vùng biên trên nó sẽ về vùng biên trên, nó test cung cầu trước nha. Với những cổ phiếu đất xanh đấy mà em ưu tiên với chị mình trước là những cổ phiếu như sell, sau đó những cổ phiếu ví dụ như là DIG, tiếp theo là những cổ phiếu gì, Nam Long. Nam Long rất đẹp luôn chị. Đấy, nếu như mà mình gọi là hoa hậu thì phải chọn Nam Long rồi. Ví dụ Nam Long này vùng tích lũy rất là tuyệt vời nè, cũng là rõ khoảng tầm 1,5 tháng giống với sale ha. Đấy, tích lũy cận vùng biên trên nè, kiệt về volume nè, kiệt về thanh khoản nè, anh chị mình thấy không? Yếu tố mà anh chị phải nhìn lại được gì, trước một cái pha tăng điểm luôn luôn là gì? Yếu tố kiệt về thanh khoản trước một pha tăng nè. Luôn luôn là yếu tố kiệt về volume nè. Anh chị mình nhìn thì hồi xưa lúc nào chả vậy anh chị mình thấy không? Trước một cái pha tăng nè, luôn luôn là yếu tố rũ bỏ điều chỉnh nè, kiệt về thanh khoản nè, sau đó mới đi lên nè anh chị không? Nên ngày mai những cái điểm mà xác nhận volume như thế này là tuyệt vời cho anh chị mình mua, tự tin vào chiến đó anh chị. Đấy, cơ hội tới rồi, không phải chờ đợi nữa đâu anh chị ha. Đó, anh chị mình lưu ý đây nè, trước một cái pha tăng nè, thì luôn luôn là yếu tố gì, quá trình tích lũy,
quá trình tích lũy như thế nào, kiệt về thanh khoản, những điểm mồi dòng tiền, pivot dòng tiền đi vào, khối lượng gia tăng như thế này, tạo những điểm mua cực kỳ nhiều cho anh chị mình. Đấy, ví dụ như test cung nè, ngày mai pivot đi vào dòng tiền khối lượng lớn như này anh chị mình đánh được nè, bắt đầu moi dòng tiền vào là anh chị mình chiến nhé. Đấy, với những cổ phiếu như Nam Long nè, Nam Long giá một đấy là rủ là test lại kiệt thanh khoản nè, mà dòng tiền vào em hướng dẫn chị mua thêm với cổ phiếu Nam Long. Còn cái phần vị thế trước đó chị mình đang cầm và có lãi, mọi người tiếp tục gồng lãi giúp em nhé. Không cần bán ra, mình đã cầm qua được giai đoạn này rồi, chị đã mua 33 nè vẫn đang lãi nè, mua 36 này vẫn đang quanh vùng cái nền này. Mình vẫn không bán, chờ điểm ngày mai đi lên hướng dẫn chị mình gia tăng một điểm nữa và target về 40 ha. Nhưng cổ phiếu Nam Long target về đây, về vùng biên 40 trước khi tiếp tục tạo cái nền tốt lũy trên nữa. Đấy, rất nhiều cổ phiếu tạo những cái cơ hội cho chị nhà đầu tư mình, thậm chí những cổ phiếu ví dụ như Novaland cũng test ba đáy nè, test một đáy, hai đáy, ba đáy, mai cũng rất rất dễ nó bứt trở lại về cái vùng biên 18 ha. Những cổ phiếu như BDR nè cũng đủ là test ba đáy cân bằng kiệt volume vùng biên dưới nè. Nhưng này mai cầu vào là bắt đầu test lại cái vùng biên trên là quanh vùng 29, tại vì đây là cái vùng gì, vùng tích lũy cổ phiếu, cứ lên biên trên có lượng lớn là rủ về biên dưới, mà rủ về biên dưới kiệt volume này bật lên biên trên. Cho anh chị mình lưu ý đánh tay cộng hiệp, canh biên dưới mua và lên biên trên mình bán, với những cổ phiếu như BDR nó triển khai rất tốt. Còn một số dòng cổ phiếu chiến lược dài, ví dụ anh chị mình nhìn vào BVS nè, anh chị mình thấy không, cũng là yếu tố gì, tích lũy lớn nè, kiệt gì anh chị, kiệt về thanh khoản nè. Mô hình cốc có tay cầm đúng không, đây mô hình cốc có tay cầm nè, đấy cốc nè có tay cầm, là tay cầm rủ lại nè, kiệt về volume, một những điểm nhấn là yếu tố kiệt về volume. Những này mai tiền vào thì sao anh chị, là điểm mua. Đấy, anh chị mình thấy không, đơn giản nè, tiền vào tự tin chiến đấu. Tại phiên dòng tiền vào sau trình kỳ thanh khoản á, là cho cái trạng thái tổ chức họ đã kiểm tra hết cung cầu, họ gom hết những cái lượng hàng bây giờ nó không còn, ai cần bán người đã bán rồi, chỉ cần dòng tiền tổ chức họ đổ họ đánh là tiền mình tự tin mình mua thêm, mình mua thêm mua mới gì cũng được. Những cổ phiếu như BVD thì cũng vậy nè anh chị, thấy không, trạng thái giờ nó cứ bò bò đi lên thì đồng nghĩa nha anh chị nào trong những phiên vừa rồi nó rủ bỏ anh chị bán ra đều bị mắc hàng nè, đấy nhịp rủ nè. Cho nên vì sao em vẫn nói chị mình vẫn cầm với những cổ phiếu này, mặc dù nhiều anh chị mình cứ hỏi em là có bán không em đấy, nhưng mà cái quan điểm của mình thì nó là như thế. Kể việc thị trường tích lũy, cổ phiếu tích lũy kênh trên thì nó sẽ mạnh hơn anh chị. Những này những cổ phiếu kênh trên chỉ cần một điểm xác nhận thôi là hoàn thành mô hình này. Cốc có tay cầm, volume xác nhận đi vào là chiến đấu anh chị nha. Đấy. Một số cổ phiếu như BVC rồi cũng thế, những điểm test cung kiệt volume hết rồi. Kiệt volume hết rồi, đa phần cổ phiếu nó đều kiệt về thanh khoản. Và là một số dòng cổ phiếu dòng khu công nghiệp, những cổ phiếu kênh trên như thế này á là em sẽ đánh chiến lược dài. Đấy, những IDC thì cũng vậy, IDC quá đẹp luôn anh chị. Em nói thiệt với anh chị mình á, những cổ phiếu như IDC mô hình siết cái biên này. Những cái mẫu hình mà siết cái biên như thế này là thể hiện rất rõ ràng về cái hành vi tổ chức. Đấy, nó kiệt và thanh khoản, con này nó chờ thị trường, nó chờ thị trường đồng pha lên nó bùng nổ là vào sóng nha. IDC bùng nổ là vào sóng là chị mình đánh lớn luôn. Cái câu chuyện như là cái game của IDC nó còn rất là nhiều, về câu chuyện về tăng trưởng lợi nhuận sau thuế còn rất lớn. Nó đang có những cái dự án mà nó đang chuẩn bị cho thuê cho những cái số dự án về cái đại siêu thị Aeon đó chị. Đấy, mình lưu ý đó, những cái câu chuyện tăng trưởng rất tốt, cũng như là cái giá mà mặt bằng chung cho thuê về khu công nghiệp của IDC là một dạng top của thị trường, giá cho thuê cực kỳ cao, nhưng cái tỷ lệ lấp đầy cũng rất cao, và cái dung sai bên ngoài của những cái dự án mà còn cho thuê tiếp nó vẫn còn rất là lớn anh chị. Đấy, nên đó những sự tăng trưởng của những cổ phiếu IDC trạng thái giữ giá cực kỳ tốt anh chị mình ha. Đấy, cho mình lưu ý nha, trong danh mục của tài khoản cá nhân em cũng đang cầm con này, không phải mình cầm cổ phiếu mà mới khen, mà bản chất như từ những cái phiên mà rung lắc rủ bỏ giảm điểm em vẫn cho anh chị mình nắm bình thường, mình đâu có bán đâu anh chị mình ha. Thì chúng ta chờ cái phiên xác nhận sóng này. Những con này bùng nổ là vào sóng nha, chứ không phải là hồi phục anh chị nha. Đấy, gọi là SJC nè, SJC riêng SJC là đã vào sóng rồi. Đây là đang là quá trình uptrend của SJC nè. Trong quá trình uptrend thì nó sẽ thường có những quá trình tái tích lũy. Đây là nền tái tích lũy số 1 nè. Đây là nền tái tích lũy số 2 nè. Kiệt về thanh khoản test cung nè. Ngày mai nổ rồi chị. Đấy, trong room thì hôm qua hướng dẫn chị mình cơ cấu qua mình đánh con SJC rồi. Còn chị nào quanh vùng nền này thích thì mình vẫn cứ tự tin mình vào mình mua thôi. Lưu ý những cổ phiếu anh chị mình lưu ý mình cố gắng mình gia tăng mình đánh tỷ trọng lớn nhất tại những cái điểm xuất phát đi lên từ chân sóng tại quanh vùng nền, tránh cái việc mà sau này cổ phiếu lên cao thị trường lên 1.200 anh chị mình mới đi kiếm tiền huy động tiền bán tài sản vào mua rồi là ngay đỉnh nha. Đấy, cho nên lúc này em là ngày mai là cái phiên rất quan trọng để mình hướng dẫn cho chị mình tiếp tục về những điểm mua của cổ phiếu, cho ngày mai mọi người đều trong trạng thái sẵn sàng mua khi mà cơ hội đến. Dù Nam Kim là quá mạnh nè, tay cộng về sẽ nhận đi lên tiếp nè, thì những con này tiếp tục chinh phục vùng giá cao hơn anh chị. Đấy, Hoa Sen rồi cũng vậy nè, những điểm cổ phiếu như Hoa Sen ngày mai sẽ nhận volume là điểm mua nè. Những cổ phiếu như Hòa Phát nè, ví dụ như Rio Rũ là test lại sẽ nhận volume là điểm mua nè. Lưu ý ha, đa phần cái cổ phiếu lúc này đều là những cái cơ hội. Đấy, và tổng quan thị trường đều tạo những sự tiền đề, cho nên mọi người cứ phân bổ cái danh mục của mình cho nó phù hợp nhất. Ví dụ trong một cái danh mục mà tiêu chuẩn nhất á, ví dụ danh mục tốt nhất là mình cầm từ 3 đến 5 mã cổ phiếu thôi. Đấy, mình phân bổ ra là gì, mình phân bổ ra ví dụ như là hai mã chiến lược dài, ví dụ như 3 mã đánh tay cộng là chuẩn nhất, ví dụ trong một danh mục 5 mã. Còn danh mục anh chị nào mà 3 mã thì ví dụ 1 mã,
dùng mình hai mã nè, chiến lược dài một mã tới cổng nó chuẩn nhất, được đánh nhiều anh chị, mình phải đánh tập trung cái tổng vốn của mình vào những cái dòng mạnh nhất, khi mà ngày mai sẽ xuất hiện cái sóng dòng thì nó sẽ đi lên anh chị ha. Đó là cách mà em hướng dẫn cho anh chị mình phân bổ với một hôm trước trong cái buổi coaching rồi đúng không? Đấy, đấy. Trên đó là cái việc mà em sẽ cược vào cái trận đi lên này của thị trường, mình hy vọng đây là cái nhịp gì, cái nhịp rũ cuối cùng và những yếu tố kiệt về anh khoản xác nhận dòng tiền lại trường sẽ vào cái trận đánh mới. Quá trình tích lũy cũng là tương đối đủ, điều kiện cần đã có, bây giờ chỉ cần điều kiện đủ là ngày mai là phiên xác nhận dòng tiền, một cái luồng gió đông thổi vào lại trường sẽ đi lên đấy, thì đó sẽ những cái thành quả rất lớn với những chị nhà đầu tư nào vẫn tiếp tục cầm nắm cổ phiếu kiên nhẫn trong những cái nhịp rũ bỏ rung lắc vừa rồi, thì những phiên đi lên của thị trường tiếp theo tất cả đó là những cái thành quả với tất cả anh chị mà đấy, thì đó là gì mà sự kỳ vọng của em, và chúc cho thị trường có một sự bùng nổ trong phiên ngày mai của thị trường chung đấy. Còn chị nào muốn đồng hành cùng em thì mọi người hãy liên hệ với bạn trợ lý là bạn Hải Anh qua cái số Zalo là 0945 866 915, đây là thông tin em có để bên dưới của bạn trợ lý ha, hoặc anh chị nào muốn hỗ trợ về cổ phiếu hoặc là cơ cấu về danh mục anh chị mình phải liên hệ với em qua số điện thoại là 0974046220, bên dưới có phần link của trong cộng đồng nè, thì anh chị mình phải tham gia vào, mọi người hãy follow kênh TikTok của em hoặc là kênh Facebook của em có để thông tin bên dưới ha đấy, thì bắt đầu tuần sau sức khỏe mình tốt hơn thì mình sẽ lên những buổi livestream để hỗ trợ cho anh chị mình xuyên suốt trong phiên về những cái danh mục mà anh chị mình đang cầm nắm đấy. Nếu như anh chị mình thấy video này hay và bổ ích thì anh chị mình có thể để lại một nút like cũng như là phần đăng ký kênh. Cảm ơn anh chị mình rất nhiều. Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại anh chị mình trong buổi video cuối tuần. Xin chào cả nhà.